Forex và Crypto, chọn cái nào cho hợp lý? Thứ nhất, về bản chất, Forex tức là tiền tệ của các quốc gia. Khi bạn mua cặp EURUSD, tức là bạn đang mua một hợp đồng cược rằng cái đồng euro nó sẽ tăng giá và mạnh hơn so với đồng USD trong trung hạn hoặc là trong ngắn hạn. Còn cryptocurrency là nó giống như là thị trường chứng khoán vậy đó, nó có một cái thiên hướng tăng trưởng trong dài hạn, mặc dù là trong cái thiên hướng tăng trưởng đó nó vẫn có những cái mùa gọi là mùa tăng giá hay gọi là bull market, và có những cái mùa gọi là mùa giảm giá hay còn gọi là bear market. Khi mà bạn mua một cái đồng crypto, tức là bạn đang mua một cái đồng crypto đó thật sự với kỳ vọng là cái đồng crypto nó sẽ tăng trưởng trong tương lai. Về tính chất thì Forex là một thị trường khá là ổn định, có độ biến động tương đối thấp, cho nên chúng ta phải dùng cái đòn bẩy rất là cao, từ 200 đến 500 lần để chúng ta có thể giao dịch. Thanh khoản của nó cũng rất là cao, cho nên chúng ta không có bao giờ sợ phải gặp phải những cái lần bẩy giá. Và thị trường Forex cũng là một thị trường tồn tại rất là lâu đời, khoảng hàng trăm năm nay rồi. Còn crypto là một cái thị trường có biến động rất lớn, có thể nói là lớn nhất trong tất cả các thị trường tài chính, và nó cũng rất là non trẻ, chỉ mới tồn tại khoảng mười mấy năm nay mà thôi. Crypto có độ thanh khoản rất thấp nên rất là dễ bị làm giá, đặc biệt là những cái đồng coin vốn hóa thấp. Thứ ba, lựa chọn như thế nào? Bạn nên chọn Forex nếu bạn là một người ưa cái sự ổn định, thích một cái độ biến động vừa phải. Tuy nhiên cái lợi nhuận nó không có được đột biến, chỉ khoảng 20-30% một năm đã là rất là giỏi rồi. Và cái độ an toàn của thị trường Forex nó cũng cao hơn cryptocurrency. Bạn nên chọn thị trường crypto nếu bạn là một người ưa mạo hiểm, thích lợi nhuận lớn, thậm chí là có thể đạt hàng trăm phần trăm một năm. Tuy nhiên bù lại cái tỷ lệ phá sản cũng rất là cao và cái độ an toàn nó cũng hơi thấp. Bản thân Hoài chọn cả hai thị trường và giao dịch cả hai thị trường này trong hơn 6 năm qua rồi. Follow Nhật Hoài để biết thêm.